Chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục sang bài tiếp theo trong chương trình điện tử cơ bản. Trong nội dung bài học hôm trước thì các em đã được học về điệu văn dẫn. Các em đã được tìm hiểu về cấu tạo, hình dạng, nguyên tắc hoạt động và cách đo của điệu văn dẫn. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ ứng dụng điệu văn dẫn vào trong mạch thực tế, đó là những mạch gắn điện. Các em sang tiếp cho thầy bài học tiếp theo. Bài số 8, các mạch gắn điện. Vậy thì trong nội dung bài học ngày hôm nay gồm có các phần như sau. Phần thứ nhất là các em sẽ đi tìm hiểu về mạch lắn một lưỡi chu kỳ dùng một diốt. Mạch lắn thứ hai là mạch lắn hai lưỡi chu kỳ dùng hai diốt. Và thứ ba là mạch lắn cầu dùng bốn diốt. Mạch thứ tư là mạch lắn tạo ra hai nguồn dương âm đối xứng bằng nhau. Và mạch cuối cùng là mạch lắn nhân đôi điện áp. Vậy thì để đi vào toàn bộ các mạch trên, đầu tiên các em sẽ đi tìm hiểu cho thầy khái niệm thế nào gọi là lắn điện. Lắn điện hay người ta còn gọi là chỉnh lưu. Vậy thì mục đích chính của lắn điện đó là chuyển đổi từ điện áp xoay chiều để tạo thành điện áp một chiều. Các em lấy một số ví dụ như là một số các thiết bị như là thiết bị sạc adapter. Đầu vào em đang sử dụng là nguồn 220V và đầu ra của bộ nguồn adapter là nguồn điện một chiều để cung cấp cho điện tải một chiều. Vậy thì để tạo ra điện áp một chiều thì có rất nhiều cách khác nhau trong cái nội dung mà thầy vừa nói. Đầu tiên em sẽ đi vào cách thứ nhất là mạch lắn 1/2 chu kỳ dùng một diode. Và các em có sơ đồ mạch như sau. Vậy thì trong sơ đồ mạch điện trên thì đầu tiên các em sẽ đi phân tích về tác dụng linh kiện. Thứ nhất là TR chính là biến áp. Ở đây thì đang sử dụng biến áp hạ áp, tức là biến áp mà điện áp đầu vào là điện áp cao, nhưng điện áp đầu ra là điện áp thấp hơn. Diode D là tụ C là tụ động nguồn, RT là thiết bị tải. Như vậy về tác dụng linh kiện là có TR là biến áp hạ áp, diode D là diode đắn điện, C là tụ động nguồn và RT là thiết bị tải. Các em sang phần C là về nguyên lý làm việc. Thì trước khi tìm hiểu về nguyên lý làm việc thì các em hiểu rằng cho thầy là nguồn điện xoay chiều là nguồn điện mà có hai cực tính âm và dương luôn luôn thay đổi theo thời gian. Như vậy để xét về cơ chế hoạt động của mạch điện thì ta sẽ chia ra thành hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là nguồn điện đầu vào có chiều là dương đặt vào A và âm đặt vào B. Thì các em thấy là khi mà dương đặt vào A, tức là lúc này đặt vào anode của điện D1 thì diode D1 sẽ được phân cực thuận. Vậy thì khi diode D1 phân cực thuận thì nó sẽ cho một cái dòng điện có chiều đi như sau. Xuất phát từ dương A qua D1, qua RT và về âm B. Và đồng thời tụ C được nạp điện, mạch điện chúng ta khép kín. Và như vậy thì đầu vào là dương trên âm dưới thì đầu ra có thể thu được là dương. Đây là kết thúc trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lúc này điện áp đầu với dấu âm này đặt vào A và dương lại đặt vào B. Thì các em thấy là âm đặt vào A, tức là âm đặt vào A đốt của điện D, điện D1 này vẫn cực ngược lên cấm. Và lúc này khi mà điện D1 cấm thì sẽ không cho chiều dòng điện có chiều đi từ K sang A. Vậy thì lúc này nó sẽ không có dòng điện đi qua đa tải. Như vậy thì các em kết luận là gì? Cả hai lưỡi chu kỳ thì mạch điện chỉ lấy ra một lưỡi chu kỳ đầu. Vậy thì tụ C có tác dụng là tụ lọc nguồn một chiều sau khi lắn, mục đích là để cho nguồn điện đầu ra nó ổn định hơn. Và khi có tụ lọc nguồn thì điện áp một chiều được tính bằng công thức như sau: UDC sẽ bằng căn 2 lần nhân với UAB. Và các em quan sát sản đồ thời gian như sau. Đây, em một bóng chúng ta. Lưỡi chu kỳ đầu, điện áp đầu vào là dương trên âm dưới. Lưỡi chu kỳ sau, điện áp đổi dấu âm trên và dương dưới. Thì các em thấy là lúc này là lưỡi chu kỳ đầu dương trên âm dưới thì lúc này có dòng điện dương đi qua diode và âm trên dương dưới thì lúc này là dòng điện đi qua diode bằng không. Tương tự như vậy là lưỡi chu kỳ sau và tôi thu được dương bỏ lại bằng không ở dương. Như vậy thì nếu trong trường hợp không có tụ điện thì dòng điện đi qua diode bị gián đoạn. Trong trường hợp có tụ điện thì sao? Nếu trong trường hợp mà có tụ, ở đây có hai cái hình vẽ ở tương ứng với hai trạng thái khác nhau.
Trạng thái đầu tiên là trong trường hợp vạch một đường thẳng, tức là trường hợp không có R tải, thì cái dòng điện đầu ra có thể được ổn định. Nhưng khi có tải thì các em thấy là ban đầu tụ C lạc, rồi lửa chu kỳ sau điện áp trên tụ đầy, và tương ứng với lửa chu kỳ sau diode không dẫn điện thì tụ C xả. Vậy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cong. Như vậy thì so sánh trong trường hợp mà không có tụ, các em thấy là dòng điện đầu ra đi qua tụ và đi qua R tải bị mậm mô. Nhưng khi có tụ thì dòng điện đầu ra có thể là gì, ít mậm mô hơn. Nhưng về xét về tổng thể cơ bản thì mạch điện này kém ổn định và ít được sử dụng. Nhưng cái ưu điểm của mạch này là mạch điện đơn giản và dễ lắp ráp. Em sang tiếp cho thầy mạch thứ hai là mạch lắn hai lửa chu kỳ dùng hai đốt. Tức là mạch thứ nhất thì dòng điện đầu ra không ổn định, thì mạch thứ hai ta sẽ đi tìm hiểu xem là ổn định không. Em sang thầy là sơ đồ mạch. Trong sơ đồ mạch ở đây thầy đầu vào thầy đang sử dụng biến áp TR2 là biến áp hạ áp, và có đầu ra có ba đầu A, B và C, và có hai diode tụ C1 và RT. Đầu tiên các em cũng xét về tác dụng kiện. Ta có TR là cái biến áp hạ áp, D1, D2 là điều lắn điện, C1 tụ nguồn, RT là thiết bị tải. Em xét về nguyên lý làm việc. Cũng tương tự giống như là mạch thứ nhất, thì trong quá trình mà các em xét về nguyên lý làm việc, chúng ta sẽ chia ra thành hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là dương trên âm dưới, và lúc này C luôn là không vô. Em xét cho thầy một lựa chu kỳ đầu, dương đặt vào A, âm đặt vào B và C không vô. Lúc này ta thấy dương đặt vào A đốt D1 thì đốt D1 sẽ dẫn điện, và khi đốt D1 dẫn điện sẽ cho trường dòng điện đi từ A sang K. Âm đặt vào A đốt D2 thì điều này điều D2 này khóa, và lúc này sẽ không cho dòng điện đi từ A sang K. Như vậy là coi như sau: khi dương đặt vào A, âm đặt vào B, C là không vô, thì trong mạch có điều D1 phân thuận lên dẫn và D2 phân ngược lên cấm. Vậy thì khi điều D1 phân cực thuận cho lên sẽ trong mạch sẽ xuất hiện một dòng điện có chiều chạy qua RT như sau: từ dương A qua D1 qua RT và về không vô, tức là về mát, làm cho mạch điện thấp kín. Đồng thời tụ C là đạp điện và đầu ra thầy thu được điện là dương. Và bây giờ chúng ta xét tiếp một đợt chu kỳ sau. Lúc này điện áp đổi dấu, âm đặt vào A, dương đặt vào B và C là không vô. Thì lúc này ngược lại là dương đặt vào A đốt D2 thì D2 là sẽ dẫn điện, và khi dẫn điện sẽ cho chiều dòng điện đi từ A sang K. Và âm đặt vào A đốt D1 thì điện D1 bị khóa. Diode D1 này sẽ chung không cho dòng điện đi từ K sang A. Như vậy thì lúc này ta có như sau: trong mạch có diode D2 phân cực thuận lên dẫn điện và diode D1 phân cực ngược lên cấm. D2 phân cực thuận dẫn nên có dòng điện chạy qua R tải có chiều như sau: xuất phát từ dương B qua D2 qua RT và về không vô C, mạch điện khép kín. Đồng thời tụ C đạp điện và có dòng điện đi qua R tải, đồng thời cũng là có thể thu được điện áp là dương. Như vậy thì ta thấy là cả hai lựa chu kỳ mạch điện đều lắn ra được điện áp một chiều có dòng điện liên tục đi qua R tải. Và đặc điểm của mạch này thì ta sẽ có là tụ C có tác dụng là tụ lọc nguồn một chiều sau khi lắn, mục đích là để cho nguồn điện một chiều được đầu ra ổn định hơn. Và khi có tụ lọc nguồn thì điện áp đầu ra được tính bằng công thức như sau. Tương tự như vậy thì ta có là UDC sẽ bằng căn 2 lần nhân với UBC hoặc nhân với UAC. Và ta sẽ có một cái giản đồ thời gian kèm quan sát như sau. Lửa chu kỳ đầu, dương trên âm dưới thì kèm thế là có dòng điện đi qua D1. Lửa chu kỳ sau, âm trên dương dưới thì lúc này cũng có dòng điện đi qua D2. Đấy, như vậy thì kèm thế là tự như vậy. Thì ở đây dòng điện khi chưa có tụ thì dòng điện đầu ra bị mất mô. Còn hình khi có tụ thì các em thấy là trong trường hợp chưa có R tải thì lúc này là dòng điện có thể là liên tục là một đường thẳng, một dòng điện luôn luôn là một đường thẳng và sạch sẽ. Nhưng trong trường hợp có tải thì các em thấy là dòng điện đầu ra có gợn sóng, nhưng so về tổng thể thì mạch này ổn định hơn thứ nhất rất nhiều, và mạch này được sử dụng nhiều trong thực tế. Các em sang cho thầy mạch thứ ba là mạch ngắn cầu sử dụng 4 iốt. Tương tự như vậy thì thầy cũng có sơ đồ mạch sau. Về tác dụng linh kiện thì chúng ta cũng có là
TR làm áp hạ áp, D1, D2, D3, D4 là tụ đoạn điện, tụ C1 là tụ đoạn nguồn, RT là thiết bị tải. Bây giờ các em cũng chia cho thầy thành hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là xét điện áp đầu vào có chiều là dương đập A, âm đập B. Thì lúc này ta thấy là diode D1 được phân cực thuận và diode D3 phân thuận, diode D4 và diode D2 phân cực ngược lên cấm. Vậy thì khi diode D1 3 phân cực thuận nên trong mạch nó xuất hiện một dòng điện có chiều như sau, xuất phát từ dương A qua D1 qua R tải qua D3 và B âm B, mạch bị cực tím và tụ C được lập điện đồng thời đối đá có thể thu được áp là dương. Như vậy ta có như sau. Dương đặt vào A, âm đặt B, trong mạch có cặp diode D13 phân cực thuận lên dẫn, D24 phân cực ngược lên cấm. D13 dẫn lên có dòng điện đi qua RT có chiều như sau. Từ dương A qua D1 và RT qua D3 về âm B mạch cực tím. Kèm xét tiếp cho thầy 1/2 chu kỳ sau. Xét 1/2 chu kỳ sau, lúc này điện áp đổi dấu, âm đặt vào A, dương đặt vào B. Lúc này diode D13 này cấm, D24 này dẫn, cho nên là trong mạch xuất hiện dòng điện có chiều như sau. Xem xét. Trong mạch có cặp diode D24 phân cực thuận nên dẫn, diode D13 phân cực ngược lên cấm. Vậy thì khi diode D24 dẫn thì trong dòng điện trong mạch xuất hiện dòng điện có chiều như sau. Chiều đi từ dương B qua D2 qua RT qua D4 và về âm A và mạch điện cực tím. Tụ C được đạp điện và đầu đà có thể thu được là dương. Như vậy thì các em thể kết luận cho thầy là cả hai lựa chu kỳ mạch điện đều lấn ra được nguồn điện một chiều có dòng điện liên tục đi qua R tải. Và tụ C cũng có tác dụng là tụ lọc nguồn điện một chiều. Mục đích là để cho nguồn điện một chiều nó sẽ ổn định hơn. Ổn định hơn. Và điện áp sau khi đi qua tụ được tính bằng công thức như sau. UDC sẽ bằng căn 2 lần nhân với UAB. Và ta sẽ có đặc điểm như sau. Mạch điện tạo ra nguồn điện một chiều, có điện áp và dòng điện ổn định hơn so với mạch trước. Và mạch điện đơn giản, dễ lắp ráp và được sử dụng nhiều trong những mạch ngắn nguồn. Em thấy là sau này tất cả những mạch ngắn nguồn, đa phần người ta hay sử dụng mạch ngắn cầu. Và ít trường hợp người ta sử dụng mạch số 2 và mạch số 1. Và ta có dán đồ xung như sau. Các em thấy là lựa chu kỳ đầu dương trên âm dưới thì đầu ra có thể thu được là dương. Lựa chu kỳ sau âm trên và dương dưới thì đầu ra có thể thu được là dương. Như vậy thì trong trường hợp mà không có tụ thì dòng điện có thể cũng có dòng điện liên tục đi qua diode. Nhưng trong trường hợp có tụ và trong trường hợp có tụ chưa có tải thì dòng điện của đầu ra có thể là một đường thẳng. Nhưng trong trường hợp có tải thì các em thấy là dòng điện đầu ra có gợn sóng nhưng không đáng kể. Và mạch này thì được sử dụng nhiều trong tất cả các thiết bị điện tử. Kèm sang cho thầy mạch thứ tư là mạch lắn tạo ra nguồn âm và dương đối xứng bằng nhau. Tương tự như vậy, thầy cũng có sơ đồ mạch như sau. Em quan sát sơ đồ nguyên lý. Về tác dụng linh kiện thì thầy vẫn có là diode D1, D2, D3, D4 là diode nắm điện, C1, C2 là tụ động nguồn và RT1, RT2 là thiết bị tải. Biến áp đầu ra có thể là biến áp hạ áp có hai nguồn AC và BC bằng nhau. Tức là lúc này là nguồn điện chúng ta là có nguồn điện đầu ra có một chân C là chân trung. Xét về nguyên lý làm việc thì đầu tiên các em cũng xét cho thầy một lựa chu kỳ đầu thì áp đầu vào có chiều là dương đặt vào A, âm đặt B. Vậy xét về nguyên lý làm việc ta sẽ như sau. Xét lựa chu kỳ đầu điện áp đầu vào có chiều dương đặt vào A, âm đặt vào B và C là 0V. Thì lúc này ta có là diode D13 phân cực thuận nên dẫn điện và diode D24 phân ngược nên cấm. Vậy thì diode D13 phân cực thuận dẫn nên trong mạch xuất hiện dòng điện có chiều như sau. Các em để ý cho thầy là xuất phát từ dương A qua D1 qua RT và về 0V. Tức là về C làm khép kín quận AC. Vậy thì đầu ra có thể thu được là dương. Đồng thời thu sẽ một được đặc biệt. Và dòng điện chiều thứ hai có điều là các em thấy là không phần lớn hơn âm đúng không ạ, từ 0 đi qua RT đi qua D3 và về âm B cũng là mạch cực tím. Như vậy thì ta có hai chiều, chiều thứ nhất từ dương A qua D1 qua RT1 qua C0V, lúc này thì lấy ra được nguồn dương, và từ C0V đi qua RT2 đi qua D3 về âm B, lúc này thì lấy ra nguồn âm.
Như vậy thì một nửa chu kỳ đầu thì có điện áp dương và âm đối xứng nhau qua điểm cộng một. Em xét tiếp cho thầy một nửa chu kỳ sau. Nửa chu kỳ sau điện áp đổi dấu, âm đặt vào A, dương đặt vào B, C là 0V. Thì lúc này ta sẽ thấy là trong mạch xuất hiện một dòng điện cùng có chiều như sau. Tức là dương đặt vào A, âm đặt vào B thì rút D24 phân cực thuận, D13 phân cực thuận nhé. Vậy thì D24 phân cực thuận nên trong mạch xuất hiện dòng điện có chiều như sau. Xuất phát từ dương B qua D2 qua RT và về 0V C. Lúc này thầy thấy ra được nguồn dương. Từ 0V và nấn âm đó, từ 0V đi qua RT2 đi qua D4 và đi về âm A. Lúc này thầy lấy ra được nguồn âm. Như vậy thì nửa chu kỳ sau thì cũng lấy ra được điện áp dương và âm đối xứng nhau qua điểm cộng 0V. Như vậy thì các em kết luận được tình sau. Cả hai nửa chu kỳ mạch điện đều lắng ra nguồn điện một chiều, âm và dương đối xứng nhau, có dòng điện liên tục đi qua RT1 và RT2. Và tụ C, một là tụ lọc nguồn dương, tụ C2 là tụ lọc nguồn âm. Trong đối với tất cả các nguồn tạo ra nguồn âm và dương đối xứng thì bao giờ cũng có là C1 bằng với C2, tức là lúc này nó bằng về cả trị số điện áp và bằng cả trị số điện dung. Và đặc điểm của nguồn này thì nguồn này được ổn định và thường được sử dụng nhiều trong các mạch nguồn của âm ly. Em thấy là âm ly thì đến 90% là sử dụng mạch hắn tạo dòng âm và dương đối xứng. Em sang tiếp cho thầy mạch thứ 5 là mạch nhân đôi điện áp. Đối với mạch nhân đôi điện áp thì ta cũng có sơ đồ mạch như sau. Là sơ đồ nguồn nhí. TR thầy cũng sử dụng là máy biến áp hạ áp. C1 là tụ nhân áp, D1, D2 là hai diode lẫn và C2 là tụ lọc nguồn, RT1, R1 là thiết bị tải. Như vậy thì trong trường hợp này thì chúng ta cũng xét cho thầy hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là thầy không xét A dương nữa mà thầy xét A âm, B dương. Trường hợp thứ hai là thầy nhận xét là A dương, B âm. Như vậy về cái chế hoạt động xét lựa chu kỳ đầu B dương và A âm thì các em thấy là lúc này diode D1 được phân cực thuận. Vậy thì khi diode D1 phân cực thuận thì lúc này tụ C được lạp điện. Và khi tụ C lạp, điện áp trên tụ bằng đúng điện áp của AB. Trong mạch ta có diode D1 phân cực thuận lên dẫn và diode D2 phân cực ngược lên cấm. D1 dẫn nên có dòng lạp đi qua tụ C1 và tụ C1 tích điện bằng đúng điện áp nguồn AB. Xét một lửa chu kỳ sau, lúc này là điện áp đổi dấu. Âm lại đặt vào B và dương đặt vào A. Thì các em thấy là ta thấy là nguồn dương của nguồn được nối vào cực âm của tụ. Thì các em thấy là coi như là hai nguồn này là hai nguồn tiếp, tức là E này cộng với E này là hai nguồn E1 E2 cộng vào với nhau. Lúc này diode D2 được phân cực thuận và diode D1 phân cực ngược. Diode D2 phân cực thuận lên trong mạch xuất hiện điện có chiều đi từ EAB cộng với E tụ đi qua diode D2 đi qua RT R1 và đi về âm nguồn B và mạch điện lúc này được thì. Về đặc điểm của mạch này là mạch tạo ra được điện áp nhân đôi. Khi ta cần một nguồn có giá trị điện áp cao hơn thì ta có thể lắp mạch nhân bội áp, mắc mạch nhân bội áp nhân 2, nhân 4, nhân 8 thì cũng được. Nhưng các em thấy là nguồn đầu ra kém ổn định. Các em muốn ví dụ nhân 3, nhân 4 thì các em chỉ cần thêm cho thầy là một cặp này thôi. Tức là tại đây ta đi qua một diode rồi lọc với tụ. Muốn nhân 3 nữa thì muốn nhân 4 nữa thì đi qua tiếp một diode lọc với tụ. Thì đầu ra của thầy là nhân 2, nhân 4 lần lên. Như vậy thì đối với bài học ngày hôm nay thì tổng kết như sau. Thì đối với cái phần này chúng ta sẽ hiểu cho thầy là đầu tiên các em hiểu khái niệm thế nào là lắp điện hay trị nhiêu. Và sau này nó có một khái niệm thứ hai là khái niệm về nghịch lưu, nhưng mà trong quá trình học cơ bản thì do kiến thức về nghịch lưu thì nó khá là khó, cho nên là cái phần này thầy sẽ hướng dẫn cho các em trong cái phần lớp chuyên ngành. Như thầy nói là khái niệm thế nào là mạch đắn điện và trong mạch đắn điện thì có bao nhiêu mạch và các mạch thường hay sử dụng là những mạch nào thì các em chú tâm cho thầy đó là mạch đắn cầu và sử dụng 4 iốt là mạch mà được sử dụng nhiều trong thực tế. Còn những mạch ví dụ như là mạch lắn tạo ra nguồn âm và dương đối xứng chỉ ứng dụng trong các chuyên ngành ví dụ âm ly.
Mạch nhân áp thì chúng ta cũng chỉ ứng dụng trong những thiết bị ví dụ như là hàng chuyển đổi từ 110 sang điện áp 300V. Thì cái mạch này thì thông thường người ta hay sử dụng trong cái bộ kích điện. Còn mạch đắn hai đôi chu kỳ dùng mạch đắn 1/2 chu kỳ dùng iốt thì cũng có, nhưng thường thì sử dụng trong những mạch bổ sung. Mạch đắn hai đôi chu kỳ dùng 2 iốt thì thấy là ít sử dụng, cũng có ứng dụng trong âm ly nhưng ít hơn. Như vậy thì bài học ngày hôm nay thầy đã giới thiệu xong cho các em về cái phần đó là các mạch đắn điện. Thầy hy vọng là chúng ta sẽ biết phân tích mạch và nhận diện được một số các mạch điện trong các sơ đồ mạch điện tử, và biết cách vận dụng đo được các điện áp trong quá trình mà chúng ta sửa chữa. Những cái bài học tiếp theo thầy hướng dẫn các em cách lắp ráp mạch các mạch điện này, cách lắp ráp mạch điện và cách đo các điểm đo để biết được cái điện áp đầu ra là bao nhiêu vô. Tiếp theo thầy hướng dẫn cho các em về cách thực hành lắp ráp các mạch điện trên bo test A-lăng. Và trước khi vào phần lắp ráp thì sẽ nói qua cho các em hiểu về cấu trúc của một bo test A-lăng thì bên trong gồm những gì. Trên thị trường hiện tại nó có hai loại. Một loại là một bo test A-lăng có một hàng phía trên và một hàng phía dưới. Và một loại thứ hai là bo test A-lăng có hai hàng phía trên và hai hàng phía dưới. Còn điểm giữa giữa hai bo test một hàng, bo test đa lăng một hàng và bo test đa lăng hai hàng thì giống nhau, cũng có bờ sông cách điện, bờ sông. Vậy thì cấu trúc bên trong của bo này thì gồm những gì thì các em quan sát rồi để vẽ như sau. Thứ nhất là dạng thứ nhất, dạng một. Đối với bo test mà hai hàng thì cấu trúc bên trong gồm có như sau: hàng phía trên nối liền với nhau bằng một dây dẫn, hàng phía dưới cũng nối liền với nhau bằng dây dẫn. Tiếp theo đến hàng cột thì cột ABCDE thì các em thấy quan sát là ABCDE nối liền với nhau, và giữa các cột đây là cách điện nhau hoàn toàn. Tương tự như vậy thì hàng cột phía dưới cũng giống nhau. Và điểm giữa thì là cách điện. Tiếp tục hàng dưới cùng thì cũng giống như hàng phía trên. Và tại những hàng này và những cột này thì các em để ý cho thầy là hàng phía trên nó sẽ có những cái lỗ. Thầy đánh dấu sao x, đây là những cái lỗ để ta cắm chân linh kiện vào. Thầy lấy thầy vẽ một số hình ảnh minh họa thôi. Tương tự như vậy các cột thì cũng đưa ra các lỗ cắm chân linh kiện tương tự như vậy. Và bên trong của bo test đa lăng này là chính là những tấm thép mỏng, nó xếp theo hàng ngang và xếp theo hàng dọc. Còn đối với bo test đa lăng mà dạng hai hàng thì các em nhớ chú ý cho thầy như sau: hàng phía trên các em thấy nó sẽ phân chia ra thành hai mảng thì điểm giữa sẽ là điểm cách điện, tương tự như vậy đối với cả hàng này. Vậy thì các em muốn nối từ điện từ bên này sang bên này thì các em sẽ sử dụng một dây câu, một dây lối, các bạn lối sang tự tự nhẹ vậy hàng phía dưới, và cái này ứng dụng cho cả hàng phía dưới này. Bây giờ các em muốn biết nó có quyết lối hay không rất đơn giản, thì các em sẽ sử dụng là một cái dây câu như này và một dây câu bên này. Sau đó các em sẽ bật đồng hồ vạn năng về thang đo x1. Các em sẽ bật đồng hồ vạn năng vào thang đo x1. Và thao tác ban đầu các em sẽ chỉnh kim đo về điểm 0. Sau đó các em đo. Ví dụ trong trường hợp này thì các em thấy là cùng nằm một hàng phía trên, nhưng thầy đo như sau thì các em thấy là kim đồng hồ không lên, chứng tỏ là cách điện đúng không ạ. Bây giờ thầy sẽ lấy một dây câu, thầy nối hai điểm này lại với nhau. Như vậy thì bây giờ các em quan sát trên đồng hồ,
Cảm thấy bây giờ kim đồng hồ lên và bằng không, như vậy thì là kết nối hàng phía trên lại cùng với nhau rồi. Tương tự như vậy hàng phía dưới, và tương tự như vậy hàng phía dưới này và dưới này. Còn đối với bo test dạng 2, bo test dạng 2 thì đối với bo test dạng 2 thì ở đây thì nó chỉ có một hàm phía trên thôi. Và đặc điểm của bo test dạng 2 này là hàm phía trên này nối liền với nhau bằng một dây dẫn dài. Tương tự như vậy của phía dưới cũng giống như bo test dạng 1. Hàm phía dưới này cũng nối liền với nhau. Và đặc điểm khác biệt giữa hai bo này thì các em thấy là bo này nó chỉ có một hàng, cho nên là đường mạch được nối thông liền với nhau. Như vậy thì để các em kiểm tra được nó có kết nối hay không thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em đo như sau. Thầy cắm hai điểm này và sau đó là thầy cũng bật đồng hồ bạn làm về thang đo x1 và thầy cũng làm thao tác là chập cái đo và chỉnh kim đo về điểm 0 để lấy giá trị chuẩn. Sau đó các em đo vào hai điểm này, đây thầy lấy đo điểm đầu và điểm cuối đi. Thì các em quan sát là lúc này là kim đồng hồ lên và bằng không, như vậy thì các em thấy là các điểm này được nối liền với nhau. Ở dưới tương tự như vậy. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cách lắp ráp một cái bo mạch, đó là bo mạch rắn 1/2 chu kỳ dùng một diode. Ở trong phần lý thuyết các em đã được học về sơ đồ mạch, nguyên lý tác dụng linh kiện trong cái sơ đồ mạch lắm 1/2 chu kỳ. Mạch thứ nhất, mạch 1, mạch lắm 1/2 chu kỳ dùng một diode. Và trong sơ đồ mạch thì ta có sơ đồ mạch này gồm có một biên áp và một diode và một tụ điện. Tiếp theo là đến thiết bị đã tải. Đã tải này lúc này bây giờ thầy thay bằng một điện trở R có giá trị là 1K đến 4,7K. Và hai điểm này, hai điểm đâu ra? Diode D này. C. D. Nguồn vào xoay chiều 220V. AC. Như vậy thì đối với mạch thứ nhất thì công việc đầu tiên để các em lắp ráp được thì các em sẽ vẽ cho thầy là chuyển đổi từ sơ đồ nguyên lý sang sơ đồ lắp ráp. Các em sẽ chuyển cho thầy sơ đồ lắp ráp. Và thì trong sơ đồ lắp ráp này thì bây giờ thầy vẽ lại sơ đồ lắp ráp đối với bo test dạng 2. Đây là sơ đồ bây giờ cấu trúc bên trong bo test đa lăng. Tiếp theo bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta về cách lắp ráp như sau. Bây giờ trong linh kiện thì ta gồm có linh kiện thứ nhất là diode, tụ điện và điện trở, đèn led. Tiếp theo đó là máy biến áp. Thì các em thấy là máy biến áp ta đã có sẵn hai đầu ra. Ở đây thầy lấy biến áp đầu ra có 3 dây thì các em chỉ cần sử dụng cho thầy hai đầu dây là 0 và 12. Dây 0 và 12 thầy đã đưa ra bọc dây cắm rồi. Như vậy thì biến áp ta đã có sẵn hai đầu dây. Công việc tiếp theo là các em chỉ cần lắp ráp cho thầy diode, tụ điện, điện trở và đèn led thôi. Vậy thì cách lắp ráp như thế nào để nó khoa học? Thì đầu tiên thì các em hãy nên được cái sơ đồ làm sao cho chúng ta đường đi là dễ nhất và gọn nhất. Thì thầy làm như sau. Thông thường cái mẹo để chúng ta lắp ráp ấy thì thông thường hai cái đường phía trên và hai đường phía dưới là ta sẽ quy định là đây là đường VCC và đường dưới là đường GND. Đây là cách của thầy. Còn chúng ta có thể có nhiều cách khác nhau. Thì đầu tiên thầy lắp ráp như sau. Thầy sẽ có một diode, một đầu chân thầy
sẽ gắn vào như sau này. Một đầu chân thì sẽ gắn với nguồn, tức là đầu alo thì nối với nguồn. Đây là diode. Đây chính là diode này. Tiếp theo đến tụ điện thì dương tụ thì đối với cathode. Dương tụ thì đối với cathode. Tụ có điện hai chân, đây nó có 4 độ cắm thì các em cắm độ nào cũng được. Sau đó ta xem kết nối. Một đầu độ âm tụ thì đối vào cực B, thì đây thì sẽ quý đây là điểm A và đây sẽ là điểm B. Đấy. Tiếp theo điện trở. Thì các em thấy là điện trở này thì được nối với dương tụ. Điện trở có hai chân thì một ở đây có 4 ổ cắm thì các em đã dành hai lỗ rồi, thì chúng ta còn hai lỗ nữa. R này. À, từ điện trở được nối qua đèn led và lối sung mát. Đấy, như vậy thì ta là lắp ráp xong. Và công việc chúng ta tiếp theo là chúng ta sẽ đo cho thầy là cái điện áp đầu vào là bao nhiêu V và điện áp đầu ra là bao nhiêu V. Và trong trường hợp thầy sẽ đặt ra hai giả thiết là trong trường hợp có tụ thì điện áp đầu ra bằng bao nhiêu V và trường hợp có tụ không có tụ thì điện áp đầu ra là bao nhiêu V. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các em lắp ráp như sau. Nhìn vào sơ đồ lắp ráp thì các em có thể lắp ráp được cái mạch này như sau. Đầu tiên về diode. Trước khi mà chúng ta lắp ráp thì các em sẽ kiểm tra và đo cho thầy cực tính của diode và kiểm tra chất lượng của diode xem là diode còn làm việc hay không. Ở bài diode thì các em thầy đã hướng dẫn cho các em về cái cách đo rồi. Thì trong cách đo của diode thì các em đo như sau. Các em bật đồng hồ bạn lăng về thang loại 1 hoặc thang loại 10. Các em sẽ chụp hai quả đo đồng hồ lại với nhau và các em điều chỉnh kim đo về điểm 0. Đã, chấp hai quả đo lại với nhau và các em chỉnh kim đo về điểm 0. Sau đó các em sẽ tiến hành đo như sau. Các em cầm tay trên cầm hai ngón tay trên thân của diode. Tuyệt đối là các em không cầm vào hai chân linh kiện bởi vì là người mình có giá trị điện trở, cho nên kết quả chúng ta sẽ dễ bị sai lệch. Sau đó các em đo vào hai đầu chân của diode. Chiều thứ nhất kim đồng hồ lên, chiều thứ hai kim đồng hồ không lên. Như vậy thì các em xác định là diode này vẫn tốt và các em xác định ở chiều kim đồng hồ lên, que đen ở đâu sẽ là alo, que đỏ ở đâu là cathode. Như vậy ta đã xác định A và K rồi. Tiếp tục để kiểm tra tụ điện. Thì đối với tụ điện là trước khi mà các em lắp ráp thì trước khi em đo thì các em phải kiểm tra cho thầy là tụ này chỉ số điện dung là bao nhiêu. Ví dụ tụ này có chỉ số điện dung là 1000 mi, 25V. Thì đối với 1000 mi thì bật đồng hồ bạn lắp về thang đo x1. Sau đó thầy đo vào hai đầu chân tụ như sau. Đo vào hai, đưa hai que đo đồng hồ vào hai đầu chân tụ và đảo chiều que đo hai lần. Cảm thấy một chiều kim lên và trở về ngay. Chiều thứ hai kim lên và trở về ngay, thầy làm lại. Chiều thứ nhất kim lên và trở về ngay. Chiều thứ hai kim lên cũng trở về ngay, chứng tỏ là tụ còn tốt. Tiếp theo thầy sử dụng một điện trở. Điện trở thầy đang sử dụng này từ 1,1K đến 4,7K thì thầy chọn tụ có giá trị là 1,5K. Có vạch màu là lâu, lục, đỏ, nhũ vàng. Và lúc này là 1,5K thì thầy bật đồng hồ vạn lăng về thang đo 100. Và trước khi đo thầy cũng làm thao tác chuẩn đó là chập quay đo đồng hồ lại với nhau. Rồi sau đó là chỉnh kim đo về điểm 0. Sau khi chỉnh kim đo về điểm 0 rồi ta tiến hành vào đo vào hai đầu điện trở. Thì các em thấy là kim đồng hồ lúc này là chỉ vị trí số 15. Tức là các em đọc kết quả ở dãy số trên cùng từ 0 đến 2K. Kim đồng hồ chỉ vị trí 15. 15 mà nhân cho 100 thì bằng 1500 ohm. Đấy, như vậy thì điện trở vẫn còn tốt. Tiếp theo là đến diode phát quang. Thì đối với diode phát quang thì các em bật đồng hồ bật đang về thang đo x1. Các em cũng chập hai quả đo đồng hồ lại với nhau và chỉnh kim đo về điểm 0. Sau đó các em đo vào hai đầu diode. Các em quan sát là một chiều kim lên, bóng đèn led sáng. Chiều thứ hai kim đồng hồ không lên và bóng đèn đã tắt. Như vậy chứng tỏ là diode vẫn còn tốt. Và sau đây thầy hướng dẫn chúng ta lắp ráp như sau. Sau khi các em xác định được alo và cathode diode thì các em sẽ uốn linh kiện làm sao cho nó phù hợp. Thì thông thường các em nhớ cho thầy là uốn thì đừng uốn sát chân linh kiện để tránh trường hợp là khi gãy thì người ta sẽ không hàn được.
và coi như là linh kiện này sẽ bị hỏng. Khi các em uốn thì các em cách xa chân linh kiện ra và các em uốn uốn vuông góc. Đấy, tương tự như vậy. Tương tự như vậy đối với tụ điện. Điện trở. Và diode led. Diode led. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp như sau. Theo đúng như sơ đồ thì dây A, đầu dây A chính là đầu của biến áp. Lúc này thầy chưa cắm điện thì cắm dây A trước. Dây A lúc này thầy chọn là dây trắng là 12V. Và dây B là dây 0V, thế là dây đen. Đầu tiên thầy sẽ kết nối diode trước. Thì đối với alốt, các em thấy alốt thì đối với đầu dây A. Thầy làm đúng sơ đồ cho các em để các em còn dễ quan sát. Rồi. Sau khi thầy kết nối diode rồi, bây giờ thì tiếp tục thầy kết nối với tụ điện. Thì các em thấy là một đầu dương tụ đây, các em quan sát là tụ thì có tụ này tụ hóa và nó có đánh dấu là cực âm, vạch âm, vạch đen này là cực âm, còn lại là sẽ là cực dương. Thì cực dương của tụ các em được nối với đầu cathod của diode. Và trong quá trình mà lắp ráp thì đối với tụ hóa thì các em phải lắp đúng cực tính, nếu lắp sai cực tính thì tụ này sẽ bị lỗ. Đấy, như vậy thì thầy đã liên kết xong hai linh kiện. Đối với linh kiện thứ hai, linh kiện thứ ba đó là điện trở R này, thì thầy kết nối như sau. Như vậy thầy đã kết nối xong điện trở. Tiếp theo là đến đối với diode, thì trong diode này cũng có hai đầu A và K. A và K, alốt thì đối với đầu điện trở, còn cathod thì ta đối xuống điểm B. Đây các em quan sát. Như vậy thì thầy đã hoàn thành xong về phần lắp ráp. Tiếp theo thì thầy sẽ kiểm tra lại một mạch một lần nữa xem là mạch điện chúng ta đã có liên kết hay chưa bằng cách như sau. Nhiều bạn thì sau khi các em lắp ráp xong rồi, đúng sơ đồ rồi, nhưng mà khi các em kết nối điện vào thì bóng điện mạch điện vẫn chưa làm việc. Thì đầu tiên ta phải làm thao tác đó là đo nguội trước, ta xem là linh kiện chúng ta đã có kết nối hay không. Công việc đầu tiên các em chặt kim đồng hồ lại với nhau, bật thang đo X1. Sau đó các em đo cho thầy hai điểm như sau này. Các điểm chân linh kiện ví dụ như là trên một hàng ngang hàng phía dưới thì nó phải nối liền với nhau, ví dụ như là chân của diode và chân này, chân của tụ điện phải liên kết với nhau. Đây các em thấy quan sát là kim đồng hồ lên. Tiếp theo là đối với hàng phía trên thì các em đo vào dây của biến áp, một đầu dây vào biến áp, một đầu dây vào của diode. Thì các em thấy là kim đồng hồ cũng lên. Như vậy thì ta thấy là có sự kết nối rồi. Tương tự như vậy đối với điện trở và đèn led. Thế là kim đồng hồ cũng lên. Tiếp theo bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cách đo điện áp. Sau khi thầy đo nguội và thầy kiểm tra nguội ok rồi, thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cách đo điện áp và cách một số cái hư hỏng thường gặp ở trong cái mạch này. Cái mạch này thông thường người ta hay ứng dụng nhiều trong cái thiết bị, ví dụ như là những cái thiết bị lạp cho bình ắc quy, hoặc là cho một số thiết bị mạch điện tử như là mạch nguồn xung. Như vậy thì khi mà thầy cắm vào thì các em thấy là đèn led sáng chứng tỏ là mạch đã hoạt động rồi. Nhưng mà điện áp bao nhiêu vôn thì bây giờ thầy sẽ kiểm tra cho các em như sau. Đầu tiên thầy sẽ bật đồng hồ vạn năng về thang đo AC để thầy đo điện áp đầu vào của mạch chính lưu hay mạch đánh điện. Thầy bật đồng hồ vạn năng về thang đo 50, thầy đo giữa dây 0, lúc này là thầy đang sử dụng dây đen và dây trắng. Thầy đo giữa dây đen và dây trắng xem là điện áp đầu ra là bao nhiêu vôn. Như vậy thì điện áp đầu ra của biến áp là 12V DC. Các em quan sát. Đấy, như vậy thì điện áp đầu vào có rồi. Đây thầy đo trực tiếp ở trên hai đầu này. Cũng là 12V DC. Đây là điện áp xoay chiều. Vậy thì cái nhiệm vụ mạch này là mạch chuyển đổi từ điện áp
xoay chiều để tạo thành áp một chiều. Tiếp tục thầy bật đồng hồ bạn làm về thẳng đo áp một chiều để thầy đo hai điểm nhân tụ. Vậy thì khi các em đo vì áp một chiều thì các em sẽ đo cho thầy hai điểm như sau. Các em đo cho thầy hai đầu chân tụ. Đây, thầy kết nối hai đầu chân tụ. Thì các em thấy là đầu ra, đầu ra có thể nó thu được là gần xấp xỉ 16V. 16V. Như vậy thì đầu vào là 12V, đầu ra có thể xấp xỉ 16V đúng bằng công thức URA bằng căn 2 lần nhân với điện áp đầu vào. Đã. Như vậy thì chứng tỏ là nguồn ra của mạch gắn điện là tốt. Và thầy đo điện áp rơi trên đèn LED và rơi trên điện trở. Điện áp rơi trên điện trở là 14V. Vậy thì điện áp rơi trên đèn LED này sẽ là xấp xỉ 2V. Đây, các em quan sát. Đúng rồi, xấp xỉ 2V, chính xác. Vậy bây giờ thầy đặt ra một số cái trường hợp. Đó là đối với mạch nó sẽ có những dạng trạng thái hư hỏng như sau. Ví dụ trong trường hợp thầy đánh một cái ban bệnh, đó là lúc này thầy không liên kết tụ điện này nữa. Thì các em thấy là khi mà không có tụ lọc nguồn thì điện áp đầu ra sẽ bằng một nửa nguồn. Đây, thầy bật đồng hồ bạn lăng thẳng đo AC nhé. Và thầy vẫn đo điện áp đầu vào này. Vẫn là 12V nhé. Đó, các em quan sát. Bây giờ thầy đo điện áp đầu ra. Các em quan sát như sau. 12V thì đầu ra của thầy sẽ thu được như sau. Nó chỉ còn có là xấp xỉ 5,5V thôi. Và các em thấy là nếu mà quay trên màn hình camera thì bóng đèn chớp tắt, tức là nguồn điện đầu ra nó không ổn định. Nhưng mà khi thầy kết nối với tụ điện thì các em thấy là đèn LED này nó sẽ không chớp nữa. Như vậy thì nguồn đầu ra nó được thẳng hơn và nó sạch hơn. Đây là mạch thứ nhất thầy đã hướng dẫn cho các em xong. Trong quá trình mà các em làm mạch thì chúng ta sẽ chú ý cho thầy. Và tiếp theo thầy hướng dẫn cho các em về mạch thứ ba, đó là mạch lẫn cầu. Các em tiếp tục sang các sơ đồ khác. Thì trong các sơ đồ mạch lắn điện thì ta gồm có thêm một số mạch như mạch lắn 1-2 lưỡi chu kỳ dùng 2 diode, thì ta có sơ đồ mạch trên. Và mạch số 3 là mạch lắn cầu dùng 4 diode. Mạch thứ 4 là mạch lắn nguồn tạo ra nguồn âm ở tương đối xứng. Và mạch số 5 là mạch nhân áp. Thì trong 4 mạch còn lại thầy sẽ lắp ráp cho các em một cái mạch cũng ứng dụng nhiều. Và còn các mạch còn lại thì các em sẽ rèn luyện ở nhà. Bây giờ thầy sẽ vẽ sơ đồ lắp ráp ra. Đối với mạch số 3 thì thầy đã vẽ sẵn cho chúng ta cái sơ đồ lắp ráp mạch số 3 rồi. Thì trong sơ đồ mạch số 3 này thì các em thầy cũng có như sau. Thầy sẽ bố trí là hai điểm AB nguồn từ biến áp là điểm giữa, còn thầy tận dụng điểm phía trên là điểm nguồn VCC dương, và thầy tận dụng điểm dưới là điểm mát. Sau đây thầy hướng dẫn cho các em một cái lắp ráp như sau. Quan sát, các em quan sát sơ đồ. Linh kiện chúng ta lúc này là ta sẽ gồm có 4 diốt. 4 diốt. Và một tụ, một diốt phát quang và một điện trở. Và sau đây thầy hướng dẫn cho các em trình tự từng bước một. Công việc đầu tiên thì các em cũng sẽ làm cho thầy thao tác, đó là bật đồng hồ bạn đang phải thẳng đo ôm X1. Sau đó các em chập hai quả đo đồng hồ lại với nhau và các em chỉnh kim đo về điểm 0 để lấy mức giá trị chuẩn. Sau khi mà chúng ta bật đồng hồ và chỉnh kim đo rồi, chúng ta tiến hành đo vào hai đầu chân diode để ta xác định chân anode và cathode và xác định chất lượng của diode. Như vậy thì diode là còn tốt và quả đen ở đâu là chân anode, quả đỏ ở đâu là chân cathode. Tương tự như vậy đối với những diode còn lại. Và tụ điện thì các em cũng kiểm tra tương tự. Kim điện vào trên các em về ngay. Lần 2 kim điện vào trên ngay. Vừa phát quang. Đấy. Như vậy điều phần nó tốt. Tương tự như vậy đối với điện trở. Thì đối với điện trở các em bật đồng hồ bạn đang phải thăng đo 100. Các em cũng chụp cái đo đồng hồ lại với nhau. Cái đồng hồ 99-15, như vậy thì nhân với 100 thì ta được 1.500. Tiến hành ta lắp ráp như sau. Đầu tiên các em cũng uốn đi chân linh kiện làm sao cho nó gọn.
Các em nhớ là uốn cách xa chân linh kiện để tránh trường hợp mà nó bị gãy. Sau khi ta uốn xong rồi thì đối với linh kiện khác thì ta cũng tương tự, và các em lắp ráp theo sơ đồ như sau. Đầu tiên là đối với điện một trước thì đầu ca tốt, thầy sẽ hướng lên trên. Tiếp tục đối với điện D2 thì các em quan sát là điện D2 ca tốt của D2 thì nối với đầu ca tốt D1, như vậy thì hàng phía dưới là nối liền với nhau, cho nên là các em tận dụng hàng phía dưới sẽ nối liền với nhau như sau. Ở đây là thầy ít linh kiện, cho nên là thầy sẽ làm thoáng để cho các em dễ quan sát. Tiếp tục điện D3 thì ca tốt của điện D3 thì nối về đầu alốt của điện D2. Đối với ít linh kiện thì các em cứ làm thoáng ra cho nó dễ quan sát. Tiếp tục đối với điốt tiếp theo là điốt D4. D4 thì các em để ý cho thầy là alốt D4 thì đối với đầu alốt D3, như vậy thì hàng phía dưới nối liền với nhau rồi. Và cathode D4 thì đối với đầu alốt D1, đây alốt D1 đây. Đấy, như vậy thì chúng ta đã hoàn thành xong được 4 điốt. Thì các em quan sát tiếp tục là cathode với cathode của D1 2 thì đối với dương tụ thì các em quan sát là đây là dương tụ. Bên nào mà đánh dấu là cực âm, còn lại sẽ là cực dương. Thì dương tụ thì được đối với đầu cathode với cathode. Thầy làm thoáng ra để cho các em dễ quan sát nhé. Tiếp tục, các em thấy là chân tụ này nó phải liên kết với đầu anode với alốt của diode D4 và D3. Như vậy thì cái chân này chúng ta không liên kết được thì các em sẽ sử dụng một dây câu hay là dây lối và dùng lối được. Thì các em sẽ lối cho thầy, và trước khi ra lối thì các em nhớ cho thầy vệ sinh cái đầu tiếp xúc cho nó được sạch sẽ để tránh trường hợp nó bị mò ve. Sau khi mà thầy kết nối xong rồi, thầy tiếp tục đến điện trở. Đầu điện trở thì đối với đầu cathode với cathode của điện D1 và điện D2. Tiếp theo, một đầu trở thì được đối với đầu alốt của điện đèn led, và đầu cathode của điện đèn led thì đối với đầu alốt của điện D4 và điện D3. Alốt thì đối với đầu trở, còn cathode thì các bạn đấu sang bên. Như vậy thì ban đầu tụ này vẫn có điện, cho nên các em thấy nó bóng đèn nên vẫn sáng. Sau đó các em kết nối nguồn điện như sau. Thì trong này thì cũng sử dụng biến áp đầu ra là 12 và 0. Và thì kết nối như sau. Đầu 0V thế là đầu B dây đen thì tương ứng với dây 0V này. Tương tự như vậy, còn đầu A thì ta đổ kết nối vào đầu alốt và cathode của điện D14. Đầu B thì đấu vào alốt cathode của điện 23. Đầu A thì đấu vào alốt cathode của điện 14. Sau đó em thầy sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem mạch điện ta đã có liên kết hay chưa, bằng cách là các em cũng bật đồng hồ vận năng về thằng lỗi 1, sau đó các em chỉnh kim đo về điểm 0. Các em sẽ đo cho thầy như sau. Các em đo các chân xem là nó có liên kết hay chưa. Ví dụ như là thầy đo một đầu cathode của diode đèn led với đầu alốt của diode D4, các em thấy là kim đồng hồ lên. Alốt D3 kim đồng hồ vẫn lên, và đối với âm tụ kim đồng hồ lên, chứng tỏ là các đầu này đã được liên kết với nhau. Tương tự như vậy đối với các chân khác, thì em thấy kim lên và bằng 0. Như vậy thì khi mà các em đo kiểm tra này, nhớ cho thầy phải bật đồng hồ bạn đang phải thay đổi 1, và khi đo thông mạch thì kim đồng hồ phải trở về 0. Còn nếu trong trường hợp mà có giá trị điện trở, chứng tỏ là mạch của ta đang có vấn đề, hoặc là ta đang bị liên kết sai. Sau đó bây giờ thầy sẽ cắm điện vào
và thầy sẽ đo điện áp đầu ra cho các em. Để đo điện áp đầu ra thì tương tự như vậy, đối giống như mạch số 1 thì thầy cũng bật đồng hồ vạn năng về thang đo AC để thầy đo điện áp đầu vào từ từ biến áp đi vào mạch. Như vậy thì thầy sẽ đo như sau, thầy đo vào hai đầu của diode D23 và diode D14. Như vậy thì thầy đang lấy dây nguồn ở đây là hơi, thầy chuyển đổi dây nguồn là dây 12 và dây 12 và dây 0V nhé. Thầy làm lại xong. Thầy đo điện áp đầu vào. Như vậy thầy đầu vào là 12V. Hôm nay thầy đo này ở gần 30V. Như vậy thì thầy đang cắm ở trạng thái là 12-12. Bây giờ thầy đang cắm là 12V. Đây là điện áp đầu vào là 12V, các em quan sát nhé. Tiếp tục thầy sẽ đo điện áp một chiều. Vậy thì đo điện áp một chiều thì lúc này thầy cũng đo vào hai đầu chân tụ. Các em quan sát xem sao. Như vậy thì điện áp đầu ra của thầy là sấp xỉ 16V. Sấp xỉ 16V nhé. Như vậy thì chứng tỏ là mạch đã hoạt động theo đúng lý thuyết ta được học là ura bằng căn 2 lần nhân với điện áp đầu vào. Điện áp rơi trên điện trở thì các em đo vào hai đầu điện trở. Điện áp rơi trên điện trở là 14V. Vậy thì điện áp còn lại rơi trên diode sẽ là sấp xỉ 2V. Đây, thầy bật đồng hồ thang đo 10 cho các em dễ quan sát. Đó, quan sát. Như vậy thì một số cái hư hỏng mà thường gặp đối với mạch điện là như sau. Thì tương tự như vậy, bây giờ thầy đặt ra một tình huống đó là thầy không kết nối tụ điện này nữa. Đó. Thì các em thấy là bây giờ thầy đo lại cái điện áp đầu ra. Hồi nãy là ta thu được là 16V, nhưng bây giờ điện áp đầu ra nó chỉ có 10V thôi. Như vậy thì so với điện áp mà có tụ thì nó rơi vào 16V, và điện áp mà không có tụ thì nó chỉ được có 14 thôi. Và so với mạch trước thì các em thấy là đèn led này không nháy, chứng tỏ là cái ổn định. Khi không có tụ thì mạch này nó vẫn không bị gợn sóng nhiều so với mạch số 1. Và sau khi mà thầy kết nối với tụ lại thì các em thấy là điện áp đầu ra nó sẽ dâng lên là 16V. Còn những trường hợp còn lại, ví dụ như thầy không kết nối, ví dụ trong trường hợp thầy không kết nối với đèn led vô tình mà đèn led không sáng, thì các em thấy là thầy đo đầu ra vẫn có điện. Vẫn có điện. Và đo dây trên điện trở là lúc này nó không có điện, chứng tỏ là gì ạ? Do điện trở này không có thoát sóng mát, cho nên là lúc này mạch điện chưa khép kín, và đồng nghĩa là điện áp này ta đo là 0V. Bây giờ thầy kết nối lại. Đấy, như vậy thì này thầy đã hướng dẫn xong cho các em về cách đo và cách lắp ráp các mạch ngắn điện. Thì đối với mạch còn lại thì các em có thể về các em tự làm để các bạn hiểu thêm về một số các mạch ứng dụng. Chào các em.